Không một ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Sống ở đời nên hiểu, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Trong cuộc sống này, ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, từ sự nghiệp, công danh hay cả cống hiến cao đẹp, thì sự hợp sức của một tập thể bao giờ cũng mang đến những thành quả lớn lao. Điều này đúng không quý vị? Xin chào các anh em thân thương của Tri Thức Việt. Thời gian qua chắc anh em cũng đã không còn xa lạ với chàng trai xứ Nghệ Phạm Quang Linh cùng những đồng đội của mình. Những con người mang dòng máu Việt, tâm hồn Việt và trái tim nhân hậu rất đỗi Việt Nam, tạo nên những kỳ tích trên đất châu Phi. Họ cùng nhau đào giếng, hướng dẫn bà con châu Phi canh tác nông nghiệp, truyền bá tri thức, đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam vào đời sống người dân ở một đất nước xa xôi. Họ đã tìm được rất nhiều điều mà trước nay chưa từng có ai làm, chưa từng có YouTuber nào làm. Vậy có phải một mình Quang Linh tạo nên những thành quả đó? Tất nhiên là không rồi. Quang Linh là linh hồn của cả đội, còn sự đoàn kết, đồng lòng của tất cả các thành viên chính là sức mạnh. Năm 2016, chàng trai trẻ Phạm Quang Linh quyết định sang Angola lập nghiệp, làm nghề xây dựng. Với bản tính cần cù, chịu khó và luôn mày mò sáng tạo, sau một thời gian làm quen với cuộc sống, văn hóa con người ở đất nước châu Phi xa xôi, năm 2018, Quang Linh đã nảy ra ý tưởng kinh doanh đá lạnh. Ban đầu anh quay video với mong muốn chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường nhật của bà con nơi đây, cũng như những công việc ở xưởng đá. Nhưng anh không ngờ rằng, chỉ sau một thời gian ngắn, những video rất đỗi đời thường của anh lại chạm đến trái tim của đông đảo người dùng mạng trên toàn thế giới. Kênh YouTube Quang Linh Vlog ra đời từ đó. Nhân vật đầu tiên đồng hành cùng Quang Linh trong quá trình xây dựng và phát triển kênh Vlog chính là chàng trai da đen Lindo với khả năng nói tiếng Việt cực đỉnh. Sự xuất hiện của Lindo đã mang đến những con số ấn tượng về lượt subscribe cho kênh. Dần dần sau đó có rất nhiều thanh niên trẻ ở các vùng núi cao đã xin làm việc tại xưởng đá của Quang Linh. Những thành viên bản địa đầu tiên mang đến màu sắc mới cho kênh YouTube của anh. Sau quá trình hình thành phát triển trên con đường thỉnh kinh, Quang Linh lại thu nạp thêm một số đệ tử. Mỗi người một cá tính, mỗi người một sở trường, tạo nên những cuộc hội ngộ đầy thú vị. Phạm Quang Linh đã xây dựng và tạo một nhóm 9 người, với 4 người Việt Nam có tên lần lượt là Quang Linh, Đông Paulo, Hùng Kaka, Linh Philip và 5 người Angola là Lindo Maitiloy, Victory, Fendi, Domingo. Và cái tên nào cũng thật dễ thương phải không các bạn? Đặc biệt đó là sự hội quân của nhân vật đình đám Hùng Kaka. Hùng Kaka vốn cũng là một YouTuber với kênh ẩm thực châu Phi. Có lẽ anh sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh nấu nướng, chế biến và kiêm luôn cả khoản trồng trọt. Anh có khuôn mặt chữ điền phúc hậu cùng chất giọng ấm áp. Một người đàn ông cáng đáng một phần quan trọng trong tim Quang Linh với tài năng biến tấu các món ăn vạn người mê ở châu Phi. Phải nói thêm với các bạn rằng, Hùng Kaka đúng chất là đại ca anh cả. Bởi có lẽ trong tim anh là người lớn tuổi nhất, chất phác, hiền hậu và đậm chất nông dân. Một người con Hà Tĩnh sinh ra tại vùng quê nghèo nắng gió với chất giọng ấm áp. Cũng chính bởi vậy, từ nhỏ anh đã thấm được cái nghèo, cái khổ của nơi mình sinh ra. Nhưng khi sang châu Phi, đến những vùng xa xôi của nước bạn, anh mới hiểu rằng người dân nơi đây còn nghèo nàn lạc hậu hơn rất nhiều. Họ ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học, trình độ tri thức thấp, canh tác nông nghiệp chưa phát triển, nguồn nước sạch không có. Đồ ăn thức uống dường như chế biến theo kiểu khá dị. Và chính điều đó đã thôi thúc anh làm những điều thật ý nghĩa để giúp bà con nơi đây được đổi đời. Vào kênh ẩm thực của Hùng Kaka, quý vị sẽ được ăn no nê đủ các loại món đậm chất Việt Nam trên đất châu Phi. Nào là sườn xào chua ngọt, bún riêu cua, mực nhồi thịt, thịt bò xào mướp. Anh còn tự tay làm bánh cu đơ đặc sản Hà Tĩnh cho bà con châu Phi thưởng thức. Kể tên những món ăn này ra thì có lẽ nhiều bạn trẻ ở Việt Nam lại chép miệng. Ôi giời, tưởng gì, thưởng thôi. Nhưng mà xin thưa với các bạn rằng, đối với những người dân ở bản làng xa xôi của châu Phi, đó đều là những món ăn xa xỉ. Họ thực sự thiếu thốn và lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều. Ngay cả việc được tắm từ nguồn nước sạch, đối với họ cũng là một điều lạ lẫm. Hùng Kaka cũng là nhân vật tiên phong xây dựng mô hình nông nghiệp ở bản của anh trai Lindo. Sau những thành công bước đầu, Hùng Kaka đã đổi tên kênh thành Nông nghiệp Châu Phi và tiếp tục những hành trình khai sáng cho bà con ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của Angola. Thành công tiếp nối thành công, Hùng Kaka chính là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong việc định hướng phát triển dự án canh tác nông nghiệp trên đất Châu Phi. Những ruộng rau xanh mướt, những đàn lợn béo múp, những chú dê đã sinh đàn con,
Đó là thành quả đáng ngưỡng mộ mà Hùng Ca Ca cùng các thành viên đã tạo nên một diện mạo mới cho những bản làng nghèo ở châu Phi. Các bạn chắc sẽ không quên hình ảnh hai chàng trai Việt Nam là Hùng Ca Ca và Đông Paulo hỗ trợ bà con châu Phi mua giống rau cải Việt Nam và hướng dẫn họ cách trồng. Chỉ một thời gian ngắn, những luống rau xanh mướt đã đến ngày thu hoạch. Họ lại cùng nhau hái rau, bó từng mớ rau theo cách rất Việt Nam, mang ra chợ châu Phi giao bán. Những người dân châu Phi thấy lạ lẫm khi nhìn bó rau cải xanh ngắt của Việt Nam trên quê hương họ. Nhưng một điều bất ngờ là sau buổi sáng thì team đã bán sạch sẽ và thu được số tiền nhỏ, trao cho trưởng thôn để ông tiếp tục mua giống rau cho cả bản canh tác tiếp. Những việc làm tưởng như nhỏ bé của Hùng Ca Ca và Đông Paulo lại chạm đến trái tim của rất rất nhiều người. Thành viên Mai Khôi Nguyễn còn bình luận rằng, Bill Gates bỏ nửa gia tài vào châu Phi như muối bỏ biển, còn người Việt Nam cho tình yêu thương, cho trí tuệ, giúp cuộc sống của người dân nơi đây dần sung túc hơn. Nhìn những niềm vui trên mặt họ, nhìn những cánh đồng bát ngát xanh rì, quả không còn gì hạnh phúc hơn. Những người Việt mang mầm sống cho họ, mang tự hào cho quê hương Việt Nam. Không chỉ vậy, từ khi có mặt Hùng Ca Ca, kênh Quang Linh Vlog tràn ngập những món ăn ngon thuần Việt trên đất châu Phi. Ấn tượng phải kể đến món lật quay cả con chiêu đãi cả bùa làng châu Phi. Ai ai cũng tò mò vì họ chưa bao giờ chứng kiến một món ăn siêu khủng như vậy. Với sự góp mặt của MasterChef Hùng Ca Ca, món lợn quay vàng ruộng vô cùng bắt mắt và hấp dẫn, được bà con trong bản làng châu Phi ăn khen ngon nức nở. Đúng là món ăn có sự góp mặt của Hùng Ca Ca đều thành công vang dội, mang đến điều bất ngờ cho bà con nơi đây. Không chỉ có tài nghệ nấu ăn, trồng trọt, Hùng Ca Ca đúng chuẩn là anh cả đa tài bách nghệ như một fan của kênh phải thốt lên. Hùng Ca Ca phải nói là một người hội tụ đủ đức tính tốt, điềm đạm, ít nói, làm việc gì cũng xuất sắc, từ pha chế, làm thợ hồ, thợ mộc, điện nước rồi đến trồng rau. Tóm lại là làm gì cũng siêu, thực sự nể phục anh ấy. Từ khi có sự góp mặt của Hùng Ca Ca, kênh YouTube của Quang Linh có nội dung phong phú đa dạng hơn. Mặc dù anh ấy cũng có một kênh riêng, thế giới riêng, nhưng luôn đồng hành sát cánh cùng các anh em trong team Quang Linh để xây dựng một đế chế hùng mạnh. Không phải để chiến đấu với bất cứ thế lực nào, mà để đồng hành giúp đỡ bà con ở châu Phi. Và sự góp mặt của Hùng Ca Ca đúng là giúp cho team Quang Linh như hổ mọc thêm cánh bởi hàng triệu lượt xem mỗi video. Và có thể thấy rằng team Quang Linh đã tạo được những dấu ấn đặc sắc trên đất châu Phi, như tổ chức đám hỏi cho Lindo theo phong cách truyền thống Việt Nam, khiến cho nhiều bạn bè Việt Nam và quốc tế phải ngạc nhiên thán phục. Hướng dẫn người dân châu Phi canh tác, trồng trọt theo phương pháp nông nghiệp hiện đại. Xây nhà cho các anh em người Angola trong nhóm. Xây nhà cho hai bà cụ tại huyện Bailundo, tỉnh Huambo. Dự án 5.000 trẻ em được tới trường sắp khánh thành. Khoan 12 giếng nước sạch. Phát khoảng 25 tấn gạo cho bà con. Tất cả những điều này thực sự là những hoạt động ý nghĩa và có giá trị lớn lao. Một tinh thần Việt Nam của những con người hội tụ đủ tài, đủ đức và lòng nhiệt huyết mang đến sự thay đổi tích cực cho cuộc sống người dân châu Phi. Hùng Ca Ca, người anh cả của team Quang Linh, chính là một người có đóng góp không nhỏ cho sự lớn mạnh của team. Cảm ơn anh, cảm ơn những cộng sự tuyệt vời của team Quang Linh.